Chị xin kính chào quý khán thính giả. Xin mời quý vị đến với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do sáng thứ 6 ngày mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị, triển vọng của hệ thống ngân hàng và nợ quốc gia Việt Nam vẫn còn ở mức tiêu cực trong vòng từ 12 đến 18 tháng tới. Thông tin này do Moody Investor Service đưa ra hôm qua. Theo báo cáo của Moody, những mất cân đối của nền kinh tế Việt Nam đang gây ra những rủi ro đối với chất lượng tài sản của ngân hàng và khiến hoạt động vay vốn gặp thêm nhiều khó khăn. Ngoài ra báo cáo cũng cho hay tài sản mà Ngân hàng Việt Nam đang nắm giữ còn xấu hơn nhiều lần so với những gì được thể hiện trên số liệu nợ xấu được công bố chính thức. Một số công ty đã bắt đầu giảm lượng tiền gửi vào do những khó khăn về tái cấp vốn và lợi nhuận giảm sút. Hiện tại, Moody đánh giá triển vọng tín dụng Việt Nam B1 ở mức tiêu cực. Đây là hạng điểm cao thứ tư trong các hạng điểm trái phiếu chính phủ mà Moody không khuyến khích đầu tư. Tháng 12 năm ngoái, Moody cũng đã hạ một bậc điểm tín nhiệm nợ ngoại tệ dài hạn Việt Nam. Trong lĩnh vực ngoại giao, thưa quý vị, Trung Quốc cam kết hợp tác với Việt Nam để dỡ bỏ những rào cản, giữ vững mối quan hệ hợp tác song phương trước khi một viên chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc đối Bình Quốc chuẩn bị sang thăm Việt Nam, theo lời mời của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Theo lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Mã Chiêu Húc trong buổi họp báo, phía Trung Quốc hy vọng sẽ đóng một vai trò tích cực để đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác chiến lược mọi mặt với Việt Nam. Theo lời phát ngôn nhân này, thì ông Đối Bình Quốc sẽ gặp gỡ với lãnh đạo mới Việt Nam và sẽ đồng chủ tịch phiên họp thứ 5 của ủy ban điều hành Việt-Trung với phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Ủy ban điều hành Việt-Trung là một nền tảng cho những đối thoại giữa các quan chức cấp cao của hai chính phủ. Ủy ban này nhóm họp một lần một năm để thảo luận những vấn đề có tầm chiến lược và quan trọng ảnh hưởng đến cả hai quốc gia. Trong khi đó, tin cho hay một tàu chiến Trung Quốc không có tên đã yêu cầu một tàu hải quân Ấn Độ phải cho họ biết danh tính và giải thích vì sao tàu này lại có mặt ở Biển Đông, gần vùng biển Việt Nam hồi tháng 7. Thông tin này được tờ Financial Times của Anh đưa ra hôm qua. Theo tờ Times, 5 người biết vụ việc này thông báo lại rằng vụ việc trên xảy ra tại vùng biển quốc tế ngay sau khi tàu tấn công đổ bộ của Ấn Độ có tên là INS Aravas hoàn tất một chuyến viếng thăm Việt Nam. Tàu này ghé thăm Nha Trang, và Hải Phòng hồi cuối tháng 7 vừa qua, theo một nguồn tin của AFP cho biết thì có chuyện đã xảy ra và hiện tại họ chưa xác định được vị trí xảy ra vụ việc các bờ biển Việt Nam bao xa. Đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt những vụ việc xảy ra trong năm nay khiến các quốc gia trong khu vực đặc biệt là Việt Nam và Philippines quan ngại sự hung hăng của Trung Quốc. Và thưa quý khán thính giả, một vụ tranh chấp gây chết người vừa xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Sự việc xảy ra tại thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Vào đêm 29 tháng 8 vừa qua, khi ông Nguyễn Tuấn, một người dân địa phương bị chém trọng thương bởi một nhóm người lạ mặt đi trên xe mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Cho rằng nhóm người chém chết ông Tuấn là một người của công ty Trung Nam, nhiều người dân địa phương đã kéo đến bao vây khu điều hành dự án đô thị Quan Nam, thủy tú của công ty này, khiến các cơ quan hữu quan phải có những cuộc gặp khẩn cấp với dân chúng để tìm cách ổn định tình hình. Được biết những tranh chấp nổ ra trong quá trình công ty Trung Nam san lấp mặt bằng thực hiện dự án địa phương gây bụi ô nhiễm cả hơn năm nay, làm dân chúng hết sức bức xúc mà không được giải quyết. Ông Nguyễn Tuấn là một trong những người dân đã từng phải ra đường chặn xe ben đổ đất của công ty này. Vì bụi đất gây ô nhiễm quá nhiều, người dân trong các thôn không thể chịu đựng được. Tin cho biết dự án khu đô thị Quan Nam Thủy Tú rộng 375 ha được thực hiện tại địa bàn thôn Quan Nam, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, tên tiếng Anh là Golden Hill. Trong khi đó, người dân địa phương tỏ ra rất mù mờ, không biết về dự án, cũng như nơi họ sẽ được tái định cư, dù rằng họ đã nhận được tiền bồi thường đất ruộng. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, chân như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị.